Vâng, vậy là trận đấu kế tiếp là sẽ là trận đấu giữa hai đội là Lang Thang và Đi Biển Sài Gòn. Lang Thang là ICU, một trong những team đi đánh dép cũng khá là nhiều. Bây giờ đã hai bên đã bắt đầu chọn tướng xong rồi. Chúng ta thấy bên Lang Thang thì họ bích cho mình Vân Lăng Thống, Viên Thiệu, Triệu Vân, Khương Di và Bàn Thống. Trong lúc này thì bên của Đi Biển Sài Gòn Ba Khuy thì họ giữ cho mình một đội hình khá là giống như trận hồi nãy. Tuy nhiên có một số sự thay đổi với Chu Du, Lưu Chương, Trương Hợp, Giai Cát Lượng và Vân Trúc Dung. Một vị tướng xuất hiện khá là mới trong trận đấu này. Rồi trong cái giải giải vải hành và Trúc Dung được Nomid cầm, không biết là anh ta có hướng đi Trúc Dung như thế nào đây. Trúc Dung chúng ta còn 2 phút nữa là có thể vào xem được trận đấu. Cùng nhau chờ đợi để có thể vào được trận đấu. Trận đấu này cũng khá là ngang kèo với một đội là Đi Biển Sài Gòn, Ba Khuya chính là 3F, còn đội kia là ICU, một trong những cái team được đi đánh dép cũng khá là nhiều. Nếu những bạn nào mà đi đánh dép nhiều có lẽ sẽ thấy cái lane ICU này. À, khuynh đảo chúng sinh à, cũng không nhớ. Hình như là vào được top 100 của bảng hấp dẫn đó. Chúng ta còn 1 phút nữa có thể vào xem được trận đấu. À, với thực lực như thế này thì có lẽ hai team đang ở trong giai đoạn ngang kèo nhau. Chúng ta còn 20 giây nữa là vào được trận đấu. Hai mấy bạn bấm A2 là sẽ bay ha, mà phải có cánh mới bay được nha. À, bạn nào mà muốn code 4.0 thì liên hệ A2 ha. Code 4.0 Tân Binh. Mấy bạn vào trong phòng CS thoát ID phòng là 205. Tham gia event từ thứ hai cho tới thứ sáu đều có cơ hội nhận được code ha. Bắt đầu rồi. Thuộc tính Trúc Dung rất đơn, bình thường họ lấy thuộc tính. Trong đó thì Giai Cát Lượng lại lấy cho mình uy lực. Trường hợp thì thuộc tính, Lưu Chương thì cấp rồi. Như vậy thì trận đấu này không lẽ Vân có lẽ là một mình Lưu Chương phải chịu trách nhiệm đi toàn bản đồ rồi. Bây giờ thì Khương Di một mình đường trên chăng? Vâng, vậy là dường như hai bên đều chọn cho mình dấu cộng. Vâng, nguyên một team ICU đều chọn cho mình dấu cộng đầu tiên. Lăng Thống, Viên Thiệu, Triệu Vân, Khương Di lại đi xuống đường dưới luôn. Vâng, vậy là phân đổi không đổi 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 chỗ rồi các bạn à. Có lẽ là Triệu Vân anh ta sẽ đi đường trên, hoặc không anh ta lại đi tiếp tục xuống. Hình như là có một sự nhầm lẫn với hai bên. Khương Di vừa định đi xuống đường dưới, Triệu Vân đi lên đường trên thì hình như họ chat lại với nhau và quyết định đổi lại.
bây giờ đang di chuyển dần dần ra bên đường dưới rồi. Trường hợp Chu Du. Vâng, bị phát hiện rồi, một cái đèn bị phát hiện rồi. Không, bên kia vẫn chưa biết được là bên mình đang bị nhìn thấu hết tất cả. Cái cảm giác mà nhìn thấy được đối phương mà đối phương không biết mình đang nhìn được thì cảm giác đó rất là tuyệt, giống như cảm giác mà mình nói dối vậy, cảm giác mà mình nghe đứa khác nói dối mà mình biết được sự thật vậy. Bây giờ Chu Du Vân ở đường dưới, anh ta một đi với bàn thống. Trong lúc này thì trường hợp anh ta rất là cẩn thận, anh ta không hề đi xuống. Lưu Trương, vâng, vậy là Lưu Trương anh ta sẽ farm rừng các bạn à. Gia Cát Lượng, vâng, thường lại vẫn như thường lại, Gia Cát Lượng lại đi đường trên rồi. Khương gì mới vào đã 1 phần 3 cái máu rồi, cắn một cái cây rồi. Bây giờ thì Triệu Vân và Trương Hợp đi với nhau. Trong lúc này thì Trúc Dung, ô không, Trúc Dung ấy farm rừng rồi, không kịp rồi, không rồi. Vậy là Trúc Dung anh ta đang cố gắng trắc bãi rừng các bạn. Trúc Dung đang cố gắng trắc ở bãi rừng. Chu Du về bằng thống đè rồi. Như vậy là Trúc Dung và Lưu Trương lại là farm rừng. Khá là khó hiểu khi mà Trúc Dung lại chọn cho mình cái vai trò farm rừng ở đầu game. Khá là khó cho Trúc Dung. Hai bên thi đấu khá là cẩn trọng. Vâng, bây giờ Lưu Trương cấp 6 rồi mấy bạn. Khương Di chạy bằng trời ư? Ồ không rồi. Vâng, hình như là Lưu Trương anh ta tiết kiệm kỹ năng, anh ta hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng 1 để kết, hình như mà anh ta lại hình như quyết định muốn nhường cho Gia Cát Lượng. Tuy nhiên thì đam không đủ. Lưu Trương anh ta rất là nhanh, anh ta lên cấp 6 khá là nhanh. Trong lúc này thì Trúc Dung vẫn đang chăm chỉ, vâng, Trúc Dung chị ta vẫn đang chăm chỉ farm trong rừng. Bàn thống. Trường hợp bị ép trong vâng các bạn, trường hợp trong này bị ép rồi. Liên tục bị đối phương dồn ép cho nên trường hợp không thể nào mà đi xa mà để farm được, anh ta phải núp ở trong trụ. Bây giờ là tới lượt bàn thống phải ra đi rồi. Vâng, Lưu Trương nhường nữa rồi các bạn. Chúng ta phải thấy là Lưu Trương anh ta làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Anh ta liên tục nhường cho những vị tướng chính của mình ăn được mạng của đối phương để họ có thể mạnh hơn. Bây giờ Lưu Trương anh ta đang lui về một cái đè, một cho mình cái tử kim ngon rồi, lui về regen rồi. Gia Cát Lượng vẫn chưa lên được cấp 6. Hai bên thi đấu khá là cẩn trọng. Hai mạng đầu tiên để dành cho bên 3F. Viên Thiệu, Lăng Thống và Triệu Vân liên tục phát hiện Lưu Trương rồi. Lăng Thống, Viên Thiệu, vâng, còn một ít, rất là ít máu, khả năng Viên Thiệu chết rồi. Rất là nhanh chóng, trường hợp sử dụng kỹ năng 1 ăn ngay liền mạng của Viên Thiệu các bạn. Chúng ta phải thấy Lưu Trương thi đấu rất là đồng đội. Thì Lưu Trương anh ta thi đấu rất là đồng đội, liên tục nhường mạng cho đối phương, cho đồng đội của mình ăn. Đường trên Gia Cát Lượng vừa bị Khương Di giết chết. Vâng, Lưu Trương chạy kịp hay không? Không kịp rồi. Lăng Thống với việc khả năng dồn đam của mình rất là đau. Bây giờ là trường hợp anh ta đang chạy về kịp rồi. Thi đấu rất là căng thẳng. Bàn thống trong trận này anh ta đè cho Du khá là nhiều.
phải nói trường hợp thằng này khá là tội cho anh ta. Tuy nhiên anh ta cũng farm được cũng khá là nhiều rồi. Trong đó lương hạ trường hợp liên tục bị bên đối phương lao vào. Vâng, bây giờ là Lưu Trương, anh ta đang có cho mình một cái ẩn thân, không biết là quyết định giết ai đây khi mà Khương Di và Bàn Thống đang xuất hiện ở đường giữa. Khương Di bị phát hiện rồi, rất là xui cho Lưu Trương. Chúng ta cùng xem bên kia như nào. Vâng, một cái đèn hiện hình khổng minh ở đây. Đi đêm có ngày gặp ma, rất là tội cho Lưu Trương. Anh ta không hề biết được là một cái có cái đèn hiện hình ở trong đây, và cứ đi dạo vòng vòng mà không biết rằng đối phương đã phát hiện được. Bây giờ Lăng Thống, vâng, Khương Duy kỹ năng cuối rồi, Gia Cát Lượng ra đi rồi. Nãy giờ Khương Duy đã giết Gia Cát Lượng hai mạng liên tục. Phải nói là khi mà Khương Duy bay vào úp lòng thì với việc máu khá là giấy của mình thì Gia Cát Lượng không thể phản kháng được bất cứ gì cả. Chạy, Khương Duy chạy rồi. Bây giờ thì Lưu Trương, Chu Du và Trương Hợp đang ở đường dưới. Chu Du đã bay về Regen rồi. Khá là khó khi mà có khó mà bê được ở đường dưới khi mà Triệu Vân anh ta không hề bỏ lên mấy bạn. Với việc có một cái kỹ năng cứu của mình thì không thể nào mà lao trụ vào giết được nữa. Vâng, Gia Cát Lượng đường trên chạy kịp không? Kịp không? Không kịp rồi, thiếu kêu rồi. Phải nói là Lăng Thống dặm phát nào là xì lô phát đó, khả năng làm chậm tốc độ di chuyển quá khủng. Bàn Thống xuất hiện kịp thời xong Chu Du rồi. Dường như là bên đi biển Sài Gòn họ đang quá gấp gáp thì phải. Bên BF họ đang rất khá là gấp gáp. Hai bên thi đấu quá cẩn trọng mấy bạn à. Ồ không, Trường Hợp anh ta lên cho mình một cái hồi cờ mưu sĩ. Không biết anh ta định lên vật phẩm nào đây. Rất có khả năng anh ta sẽ lên cho mình một cái hút máu lan. Quá đơn giản, Triệu Vân có được cho mình cái đá phát sáng rồi. À không, một xin lỗi mấy bạn, anh ta là Triệu Vân vẫn chưa lên đồ cho mình. Anh ta vẫn đang giữ tiền. Anh ta hình như đang, có lẽ là anh ta sẽ ưu tiên lên cho mình ngự ma thanh can thương đầu tiên. Triệu Vân, bây giờ là Trường Hợp chạy bằng gì đây? Ồ không, Trường Hợp chạy kịp rồi, Trường Hợp anh ta đã đi lên đường trên. Không kịp. Rất là nhanh tay. Rất là nhanh tay rồi các bạn à. Oh, Trường Hợp lại lên cho một cái huyết thạch nữa. Không biết anh ta định lên cái gì cho mình đây. Anh ta lên vật phẩm khá là rối loạn. Không đoán được anh ta sẽ lên cho mình được cái gì. Có lẽ bây giờ sẽ lên cho mình cái ngăn chặn vô song can thuẫn. Vâng, khả năng rất cao anh ta sẽ lên ngăn chặn vô song can thuẫn rồi. Bảy chín, tỷ số là 79 cũng không phải là cái gì quá. Hai bên thi đấu khá là cẩn trọng với nhau. Trong lúc này thì nãy giờ chúng ta nhận thấy rằng Trúc Dung chị ta farm khá là nhiều. Nãy giờ thì dường như là không có ai để ý tới Trúc Dung cả. Chúng ta phải thấy nãy giờ dường như không ai chú ý tới Trúc Dung các bạn. Ngay cả Hạt cũng không hề để ý tới Trúc Dung và không để ý rằng chị ta bây giờ là một trong những người có cấp cao nhất, cấp 13. Có lẽ là giờ chỉ đợi chị ta xuống núi thôi. Lưu Trương quay lại kỹ năng 1. Giết rồi, một pha giết ngựa của Lưu Trương rồi.
song sát rất là hay. Và bây giờ chúng ta thấy là Nomid anh ta đang farm rất là nhiều tiền, 2k7 tiền trong người, có lẽ là đang chuẩn bị đợi cho mình một chiến phủ à. Vậy là nó có thể lên ngự ma rồi, có lẽ là sau khi lên xong cái ngự ma thì quyết định xuống núi. Trúc Dung sẽ quyết định xuống núi. Mình Trúc Dung không có gì phải sắn cả. Không có gì phải sắn cả. Lăn thống bây giờ chạy bằng gì? Có giết kịp chứ? Ồ không rồi. Rất là nhanh gọn, rất là may cho Chu Du mấy bạn à. Chu Du chỉ còn 44 sĩ thôi. Và Trúc Dung bây giờ vân ngự ma rồi. Và có lẽ bây giờ mới là lúc Trúc Dung xuất hiện đây. Cơm bắt xuất hiện. Khương Di. Khương Di bắt Tiểu Vân không thể thoát ra được. Rất là xui. Chúng ta phải nói là cái kỹ năng của Khương Di có thể bóp tiền bất cứ lúc nào. Ồ không, không Viên Thiệu. À không rồi, Lưu Chương anh ta đã la về rồi. Thi đấu khá là cẩn trọng. Thơm rồi, 16, 11. Chúng ta phải thấy là hồi nãy là bên của Lang Thang họ đang dẫn trước thì chỉ mới hai đợt combat thôi, thì bên Đi Biển Sài Gòn họ lại dẫn trước lại nữa rồi. Trúc Dung bây giờ mới là đến lúc cần tìm đây. Vậy là do nãy giờ dường như là Trúc Dung gần như vô hình. Các bạn, Trúc Dung gần như là vô hình với team địch, khi mà team địch dường như là không nhận ra được cái sự hiện diện của Trúc Dung. Và khi mà anh chị ta farm cho mình đầy đủ đồ đạc rồi thì bây giờ mới bắt đầu phát hiện là sao lại team bên kia có Trúc Dung à. Bàn thống chạy kịp hay không? Thôi không rồi, trường hợp xuất hiện rồi, chạy bằng trời. Vâng, Trúc Dung 2k1 tiền, không biết anh chị ta sẽ quyết định lên vật phẩm nào đây. Bây giờ là Giai Cắt Lượng và Khương Di. Rồi. Kịp rồi. Rất là may có sự xuất hiện kịp thời của Lưu Chương. Trúc Dung vẫn đang farm rất là nhiều các bạn. Không biết chị ta lên được vật phẩm nào rồi đây. Minh Quỷ Vương rồi, lợi dụng như team đối phương không còn cái đèn khống minh nào nữa thì bên kia đã ăn xong được con boss Minh Quỷ Vương rồi. Trong khi đó thì bên của Đi Biển Sài Gòn Marquee họ vẫn chưa quyết định ăn boss nào cho mình. Hai đôi giày, Lưu Chương quyết định lên cho mình hai đôi giày, một cái tật diện ngo và cái tử kim ngo. Trường hợp cũng lên được cho mình cái tịnh hóa rồi, có lẽ vào ăn boss thôi. Kỳ lân mấy bạn à, một vật phẩm rất là phù hợp cho Trúc Dung. Vâng, trường hợp đúng là bên kia họ có cái sự cảm nhận rất là tốt. Trường hợp liền sử dụng kỹ năng cuối của mình. Sử dụng kỹ năng cuối để dò sai, để biết đối phương có đang ở gần đó hay không. Trúc Dung bây giờ sẽ về 1k8 tiền, về regen thôi. Mấy bạn phải nhớ là vâng, được cho mình bộ ích ỷ thiên kiếm rồi. Farm khá là nhiều tiền. Và mấy bạn nên lưu ý là kỹ năng của Trúc Dung, kỹ năng nhảy của Trúc Dung có tới hai cái. Một kỹ năng nhảy tới và một kia nhảy tới sẽ phân ra bóng, và một kỹ năng là tạo lại bóng và mình sẽ nhảy tới ha. Một skill có thể lừa tình đối phương rất là tốt. Triệu Vân bây giờ không biết Triệu Vân. Vân ngự ma rồi. Và một cái phượng vũ kiếm rất có thể lên Long Vũ Song Kiếm. Lăng Thống. Lăng Thống đang cố gắng lên cho mình ngự ma thanh can thương. Hai bên đang cũng có khá đồ cho mình rồi. Khương Di thì lên được cho mình cái Hồng Long Lân Giáp. Vâng, Trúc Dung. Triệu Vân lao lên.
Ồ không rồi, chỉ là run cây nhát khỉ thôi. 4 vị tướng tập trung ở đường dưới. Và nãy giờ chúng ta thấy là cơn bắc diễn ra rất là lẻ tẻ các bạn. Cơn bắc diễn ra rất là lẻ tẻ, dường như là họ thi đấu quá cẩn trọng rồi. Trường hợp kỹ năng cuối rồi, bây giờ là ai đây? Vâng, bây giờ là Lăng Thống. Lưu Dương xuất hiện rồi, Viên Thiệu ra đi. Khương Di. Ồ không rồi, Trúc Dung bị bắt rồi, hết Ngự Ma rồi. Chạy kịp không? Không kịp. Triệu Vân bây giờ đấu với Lưu Chương. Triệu Vân đã hết kỹ năng cuối rồi. Vòng một pha comeback khá là lỗi. Và team vừa win comeback vừa rồi chính là bên của ICU. Vòng Khương Di lại thoát kịp rồi. Chỉ vừa Chu Du chỉ vừa giết được bàn thống thôi. Cơ hội vẫn còn cho bên ICU, họ thi đấu, họ vào comeback khá là tốt. Và chúng ta phải biết rằng bên ICU thì dường như comeback của họ sẽ ngon hơn. Comeback của họ có tầm diện rộng cao hơn nhiều. Alo, xin lỗi mấy bạn là do mấy hôm nay là bên MC đang bị khan giọng rất là nhiều, cho nên nói gần như là không nổi. Vâng, Khương Di cầm cho mình hai món đồ boss rồi, một cái huyền minh hỏa, một cái kỳ lân tý. Kỳ lân tý là chắc là lấy của bên Trúc Dung rồi. Vâng, nhân giới chiến cung rồi. Vậy là vật phẩm kế tiếp chính là né tránh thất tinh đao. Hai bên vẫn đang thi đấu khá là cẩn trọng. Họ cắm vần Gia Cát Lượng, phát hiện được Gia Cát Lượng rồi. Khương Di kỹ năng cuối. Bàn thống chạy kịp không? Vần hai mạng đổi hai mạng không có gì là lỗ cả. Tuy nhiên thì để lại cho Chu Du một đống cọc, thì những cái cọc này một cọc 33 tiền. Không phải là rẻ đâu. Những cái cột ATM đấy. Rớt hai món rồi. Có lẽ Chu Du là người cầm. Vâng, Chu Du anh ta chỉ cầm huyền minh hỏa thôi. Kỳ lân tý vẫn chưa có ai cầm cả. Đường dưới Trúc Dung đang bị bắt. Vâng, Khương Di rồi. Chu Du ra bắt Khương Di. Chả kịp không đây. Vâng, lao giờ bây giờ phải chạy về thôi. Chúng ta phải thấy là Trúc Dung mặc dù được farm khá là nhiều, nhưng dường như là trong combat chị ta khá là yếu. Ô không, trường hợp anh ta thích cảm giác, chơi trò cảm giác mạnh rồi. Thích một mình thi đấu. Vâng, bây giờ là Gia Cát Lượng. Những pha ra vào không thể hiểu nổi của bên đi biển Sài Gòn. Bây giờ là Lưu Chương. Không thể hiểu nổi khi hồi nãy là sao, tại không hiểu sao trường hợp lại lao lên. Và kế tiếp là Gia Cát Lượng. Tỷ số bây giờ là 30-21 rồi. Pha lao vào khá lỗi của bên trường hợp. Vâng, trường hợp anh ta hình như vẫn giữ cái phong cách lên đồ như trận hồi nãy. Chuốt viêm rồi sau đó là tịnh hóa phá ma nhẫn. Trúc Dung rồi, ăn được thần lực rồi. Đam của Trúc Dung bây giờ là 529 mấy bạn. Cái đam này mà rít lên một phát thì đau biết mấy. Một ca đam mấy bạn à, bây giờ rít là một ca đam. Hơi bị thấm rồi. Vâng, vậy là bên họ vẫn đang quyết định farm lại. Trúc Dung tiếp tục vào rừng farm không? Không rồi, bây giờ là 5 người xuất hiện rồi.
Gia Cát Lượng. Kỹ năng cuối bây giờ là Triệu Vân. Triệu Vân đang dí theo Gia Cát Lượng. Trúc Dung. Không rồi, không rồi, lui về. Bây giờ là Khương Di giết Chu Du rồi. Kịp rồi, kịp rồi. Ông Khương Di cũng phải bỏ mạng theo. Trúc Dung cũng phải ra đi. Và cầm bắt dường như là ngang nhau. Triệu Vân vừa kịp thúc rồi. Có giết được hay không đây? Ồ không, Triệu Vân quyết định giết Trương Hợp. Chết luôn rồi. Nhận thấy là đồng đội của mình đang ở phía sau, có thể giết được Lưu Trương bất cứ lúc nào, cho nên Triệu Vân anh ta quyết định dí theo giết Trương Hợp. Rồi không, không rồi, bây giờ Lăng Thống và Gia Cát Lượng. Chạy kịp hay không? Không kịp rồi. Vòng bây giờ chúng ta mới thấy là hai đội thi đấu giao tranh rất là liên tục mấy bạn. Những cơn bắt liên tục xuất hiện xảy ra. Cứ ra là chết, ra là chết. Viên Thiệu Vân anh ta có được cho mình Ngự Ma Thanh Can Thương và Kỳ Lân Tâm rồi. Có lẽ là chuẩn bị nâng cấp cho mình cái vũ khí chuyên dụng. Trong lúc này thì Lăng Thống. Ồ, anh ta lên cho mình Long Vũ Song Kiếm. Khá là khó hiểu khi mà kỹ năng 3 và cái Long Vũ Song Kiếm dường như là không có cộng dồn với nhau thì phải. Vì hai cái này đều là hiệu ứng, không thể cộng dồn với vũ khí khác. Không hiểu sao Lăng Thống lại lên cho mình cái Long Vũ Song Kiếm. Dường như hình như Long Vũ Song Kiếm và cái Long Vũ và cái kỹ năng 3 của mình thì không thể tác dụng chung với nhau được. Khương Di xuất hiện rồi. Nhưng bây giờ xuất hiện giữa dòng dây địch thì Khương Di phải ra đi thôi. Anh ta thích chơi trò ô không, chạy kịp. Không kịp rồi. Gia Cát Lượng luôn luôn để dành kỹ năng cuối cho đối phương. Vâng. Cả team chết sạch, chỉ có một mình Chu Du chết thôi. Sự đánh đổi rất là xứng đáng. Tỷ số là 42-27 rồi. À, bạn nào bị nói lập tiếng thì mấy bạn nhắn F5 lại nha. Và mấy bạn qua kênh siêu với hành tắt một cái tiếng đi. Vima rồi, ăn được Vima rồi. Bây giờ thì Trương Hợp lao vào giữa dòng dây của đối phương. Trúc Dung đang ở ngoài bắn rất là thoải mái. Chạy kịp hay không? Kịp hay không đây? Chu Du, Chu Du. Không kịp rồi. Bây giờ vừa không, Viên Thiệu anh ta đã bay về kịp. Một pha cơm bắt thành công nữa bên của đi biển Sài Gòn Ba Khuy. Tỷ số là 28-46. Vâng, chúng ta nhận thấy vâng Trương Hợp. Ồ không thể tin được. Không, chỉ là bóng thôi. Cứ tưởng là Trương Hợp anh ta lại quyết định lao vào trụ của đối phương chứ. Vâng, Ngự Ma rồi. Trương Hợp cũng lên được cho mình Ngự Ma rồi. Trong lúc này thì Trúc Dung, vâng, Trúc Dung với Triệu Vân. Trúc Dung không biết chị ta lên được, vâng, phệ huyết rồi. Một cái né tránh, một cái phệ huyết. Vừa trâu mà vừa đam nữa rồi mấy bạn à. Đam bây giờ là 393 đam. Vâng, Chu Du, tức Chu Du dường như vẫn theo phong cách cũ của mình đó. Bây giờ một cái dài biến, một cái dài bay. Chúc Dung, Chúc Dung. Vâng, Gia Cát Lượng một lần nữa là giải quyết Khương Di. Cái tiêu của Gia Cát Lượng anh ta để dành rất là đúng. Thằng 47-28 rồi mấy bạn à. Chỉ còn 13 mạng nữa thôi là kết thúc. Và bên 3F họ đang dẫn cả lợi thế về trụ lẫn về người. Ồ, một cái tích trượng. Không biết Chúc Dung định lên vật phẩm nào đây mà anh ta lên cho mình tích trượng. Triệu Vân, Trương Hợp rồi. Bây giờ sẽ là ai đây? Lăng Thống.
Vân Lăng Thống bị bắt rồi, bây giờ phải đứng làm cái bị thịt giữa dòng dây của đối phương thôi. Khương Di một mình khá là ấy, anh ta nãy giờ Khương Di bắt cũng khá là đông nhưng mà dường như không thấy ai có thể ra để giúp đỡ được Khương Di cả. Xong xét rồi, quân địch chết hết mà quân ta vẫn còn sống. Cầm bắt quá thành công bên 3F rồi. Trường hợp chúng ta vẫn thấy là đánh như theo phong cách vừa rồi, lên đầu tăng khá là trâu. Hai cổng bị mega rồi. Lăng Thống trường hợp chạy kịp không? Kịp rồi, một cái phong bóng cấm cổ trụ rất là đúng lúc. Ồ bây giờ là Trúc Dung phòng bóng nữa rồi. Trúc Dung chị ta có chạy được không đấy? Không kịp rồi, Chu Du cũng phải ra đi theo. Phải, chúng ta phải nha, trong trận đấu này vâng Trúc Dung hồi sinh lại rồi. Bây giờ là Triệu Vân cố gắng chạy mà thôi, nhưng mà chạy bằng trời. Vân nhường cho trường hợp luôn, Trúc Dung quyết định nhường cho trường hợp ăn mạng luôn. 57-30 rồi, một pha áp đảo gần như hoàn toàn của bên 3F. Bây giờ thì dường như bên ICU họ sẽ chơi một cái map rất là vui, mà hồi xưa thì chắc bạn nào cũng có chơi, đó chính là X-Hero. Bây giờ quanh 3F mà rút về thì cứ câu bên kia chơi trò X-Hero đép quái thôi. Trúc Dung, ồ không rồi Trúc Dung phải ra đi rồi, không thể một mình chống nổi Lăng Thống và Triệu Vân. Thắng lợi rồi, 60 người kết thúc chính là Lăng Thống. Vâng, trận đấu này Chu Du lại đứng hạng nhất. Thần trợ là vâng, Lưu Trương là người thần trợ. Một trận đấu ép lên quá quá xuất sắc của bên đi biển Sài Gòn Ba Khuy rồi. Vậy là chúng ta cùng nghỉ một chút để chờ đợi trận đấu kế tiếp. À, xin lỗi mấy bạn là do hôm nay là bên bình luận bị khen giọng rất là nhiều, dường như là nói không nổi. À, tính theo mức thời gian này thì khoan để chứ 5 giờ mấy bạn à, 5 giờ sẽ là, vậy là chúng ta còn 10 phút nghỉ ngơi nữa. Chúng ta còn 10 phút để nghỉ ngơi nữa. Đâu anh? Rồi, đứng máy rồi.